Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ bệnh tật và thậm chí tử vong tại các trung tâm sơ tán hiện đang chứa khoảng 34.000 người mất nhà cửa. Nhiều người trong số đó đã lớn tuổi. Hàng nghìn binh sĩ Nhật Bản đã tham gia nỗ lực tiếp cận những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên bán đảo Noto tâm chấn của trận động đất. Mỹ hôm thứ Sáu đã công bố viện trợ 100.000 đô la Mỹ, bao gồm chăn, nước và vật tư y tế, đồng thời hứa sẽ có thêm viện trợ cho Nhật Bản. Các quan chức của tỉnh Ishikawa cho biết 55 người thiệt mạng ở thị trấn Quashima và 23 người ở Suzu, hơn 460 người bị thương, ít nhất 24 người bị thương nặng. Viện nghiên cứu động đất tại Đại học Tokyo phát hiện ra rằng bờ biển đầy cát ở phía tây Nhật Bản đã dịch chuyển tới 250 mét về phía biển ở một số nơi. Các trận động đất đã gây ra đám cháy lớn ở thị trấn Kwajima cũng như gây ra sóng thần và lở đất trong khu vực. Với một số tuyến đường bị cắt đứt do sự tàn phá, nỗi lo lắng ngày càng tăng đối với các cộng đồng nơi nước, thực phẩm, chăn màng và thuốc men vẫn chưa đến. Sachiko Kato, chủ một cửa hàng quần áo ở Anamizu nói, có rất nhiều cửa hàng trên con phố này, bây giờ tất cả đều đã biến mất. Có lẽ chúng ta cần làm việc chăm chỉ để xây dựng lại, bà nói. Tính đến thứ sáu, nước sinh hoạt vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn ở Anamizu. Kato phải lấy nước từ con sông gần đó để xả bồn cầu. Masashi Tomari, 67 tuổi, một người nuôi hầu, sống ở thành phố Anamizu, Ishikawa cho biết, việc ngủ trên sàn chỉ với một chiếc chăn là rất khó khăn. Đây là một nơi lạnh lẽo và khủng khiếp, ông nói hàng chục dư chấn đã làm rung chuyển Ishikawa và khu vực lân cận trong tuần qua. Dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa và tuyết vào cuối tuần, đồng thời các chuyên gia cảnh báo sẽ có thêm dư chấn. Sutomu Ishikawa, người giám sát một công ty nhựa tên là Aras, chuyên sản xuất đĩa và cốc thời trang cho biết xung quanh ông không có người thiệt mạng, nhưng xưởng may đã bị hư hại nghiêm trọng. 5 ngày sau trận động đất kinh hoàng, số người thiệt mạng và thông tin về những người mất tích không ngừng tăng lên theo từng ngày. Trong khi đó, cuộc sống của nhiều người may mắn hơn lại đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tấn công bán đảo Noto của Nhật Bản, kéo theo 786 dư chấn có độ lớn khác nhau tại các khu vực trong và xung quanh bán đảo Noto, Ishikawa. Số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng đã tăng lên 92 người, hơn 300 người khác bị thương và 242 người mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, tòa nhà lớn bị hư hỏng và phá hủy hoàn toàn, các đội cứu hộ Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm người sống sót và nỗ lực tiếp cận các cộng đồng bị cô lập khi mưa lớn đe dọa gây lở đất trên các sườn đồi không ổn định. Trong bối cảnh đó, thủ tướng Nhật Bản đã chỉ thị phải gấp rút xây dựng các nhà ở tạm thời và đảm bảo điều kiện cần thiết tại các điểm sơ tán, bảo đảm sức khỏe cho các nạn nhân của thiên tai. Khoảng thời gian 72 giờ quan trọng để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất đã kết thúc lực lượng phòng vệ nhật bản đã tăng gấp đôi số binh sĩ tham gia cứu hộ theo báo cáo nhiều người đang bị mắc kẹt ở dưới những ngôi nhà bị sập chủ yếu ở các thị trấn suzu và wajima để chống chọi với những trận động đất mạnh thường xuyên xảy ra nước này không xây dựng các công trình kiến trúc bằng gỗ hàng chục nghìn người dân vẫn không có điện và nước trong khi hàng trăm người vẫn bị cô lập vì lở đất và đường xá bị hư hỏng thủ tướng nhật bản cũng cho rằng mặc dù công tác cứu hộ sau trận động đất đã đạt được những thành công nhất định Tuy nhiên, chính quyền và người dân Nhật Bản sẽ nỗ lực đến cùng, không bỏ cuộc và hoạt động cứu hộ sẽ được thực hiện không để xảy ra thiếu sót. Tại thành phố Kajima của Nhật Bản, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu những người vẫn bị mắc kẹt dưới đóng đổ nát sau trận động đất ngày đầu năm mới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua cho biết, nhiều người vẫn bị kẹt dưới các tòa nhà sập Ông nói thêm rằng khoảng 7.000 nhân viên cứu hộ hiện đang hoạt động trong vùng đồng đất hoặc trên đường đến đó. Khi giai đoạn 72 giờ đã trôi qua, các quan chức cấp cứu lo ngại tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống. Hy vọng tìm thấy người sống sót cạn dần sau 4 ngày động đất, với số người chết tăng lên 92 và hàng trăm người mất tích. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ khắp Nhật Bản đang cố gắng tiếp cận hàng trăm người mắc kẹt ở khu vực động đất tại tỉnh Ishikawa, nơi dư chấn và đường xá sạt lở gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Chính quyền địa phương cho hay số người chết vì trận động đất 7,6 độ ngày đầu năm mới đã tăng lên 92, trong khi 242 người vẫn mất tích. Tại quận Ishikawa, bị động đất tàn phá, đường phố còn ngổn ngang những đám rối dây điện và tàn tích của một tòa nhà ám khói vì hỏa hoạn ở Quashima nhà chức trách cho biết hàng cứu trợ đã được đưa đến nhưng nhiều người sơ tán nhìn chung vẫn bị cắt nguồn thực phẩm, nước, điện và thông tin liên lạc trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng và thời tiết xấu. Hàng nghìn bữa ăn và nước uống được gửi đến nhưng không đủ cho 11.000 người sơ tán, hàng trăm người xếp hàng chờ mua thực phẩm. Như cô Yoko Kinoshita hiện đang trú tại một trung tâm sơ tán. Không có nước máy không có nhà vệ sinh và chúng tôi không thể rửa tay. Có những đứa trẻ nhỏ ở trung tâm sơ tán và nỗi lo lớn nhất của tôi là chúng bị nhiễm Covid hoặc cúm, bệnh lây lan. Mức độ thiệt hại từ trận động đất và trận sóng thần do động đất gây ra vẫn chưa rõ ràng. Hiện chưa thể tiếp cận được 30 ngôi làng. Một số viện trợ đã được chuyển qua đường biển thay vì đường bộ vì các quan chức cho biết nhiều con đường đã bị chặn. Tuy nhiên, thống đốc Ishikawa cho biết, các tàu lớn đã không thể cập cảng ở một số vịnh trên bán đảo Noto vì đáy biển trở nên gập ghềnh sau trận động đất. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại một cuộc họp báo, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hết sức để cứu người, thậm chí sau mốc 72 giờ. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sống sót của những người mắc kẹt sẽ giảm đáng kể sau 72 giờ tính từ thảm họa. Đến thời điểm hiện tại, 156 người đã được giải cứu, nhưng ít nhất 179 người khác vẫn đang mất tích, 84 người được xác định đã thiệt mạng. Mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra vẫn chưa rõ ràng, trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các khu vực cực bắc của bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, nơi có nhiều người thiệt mạng. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, vì nhiều tuyến đường bị cắt đứt nên lực lượng cứu hộ hiện chưa thể kết nối với khoảng 30 ngôi làng. Viện trợ vật chất đã được phân phối, nhưng một số người vẫn không thể tiếp cận nguồn điện, nước và thông tin liên lạc trong bối cảnh nhiệt độ thấp và thời tiết xấu. 3.000 suất ăn và 5.000 chai nước được giao đến Washima nhưng không đủ cho 11.000 người đang phải sơ tán ở thành phố này, thị trưởng Shigeru Sakaguchi cho biết tại một cuộc họp. Ông nói, đầu tiên và quan trọng nhất là đường bộ, những con đường bị các đứt đang cản trở không chỉ nguồn cung cấp viện trợ mà còn cản trở việc phục hồi điện, nước, tín hiệu di động và các cơ sở hạ tầng huyết mạch khác sunsaku kohiri một nhân viên y tế nhận định so với các thảm họa khác tình hình đường xá dẫn đến quajima rất tồi tệ tôi nghĩ những người sơ tán sẽ phải sống trong điều kiện thiếu thốn thêm một thời gian nữa ngoài ra những tiện ích cơ bản khác như mạng internet vật tư y tế và nhà vệ sinh sạch cũng sẽ chưa thể được đáp ứng một cách đầy đủ chúng tôi không có nước chúng tôi không thể rửa tay sau khi đi vệ sinh Bà Yoko Kinoshita, 62 tuổi, nói khi xếp hàng cùng hàng trăm người sống sót khác để nhận thức ăn ở Kwajima. Một trong những em bé ở trung tâm sơ tán mới được 3 tuần tuổi và có vẻ như cũng không có đủ nước hoặc sữa cho em bé. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ chủ động cung cấp hàng viện trợ thay vì chờ đợi yêu cầu chính thức từ chính quyền địa phương. Tokyo cũng đã tăng gấp 5 lần số lượng nhân viên lực lượng phòng vệ được giao nhiệm vụ cứu hộ, nâng tổng số lên khoảng 7.000 người một số lô hàng viện trợ đã được chuyển bằng đường biển thay vì đường bộ với các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến các cảng ở Kwajima và Suzu tuy nhiên các tàu lớn hơn không thể cập cảng ở một số vịnh trên bán đảo Noto vì đáy biển bị ảnh hưởng sau trận động đất thống đốc Shikakwa Hiroshi Hase cho biết